Muốn xem phúc tướng của một người, cứ nhìn ba điểm vàng này sẽ rõ. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều gắn liền với một số phận. Có người sự nghiệp thành công, cuộc sống sung sướng, nhàn hạ. Nhưng cũng có những người số phận cực khổ, lận đận, đủ đường. Trong nhân tướng học, người ta cho rằng có thể nhìn nhận được một phần số mệnh của ai đó thông qua hình tướng bên ngoài của họ. Thực chất điều này là do tâm sinh tướng. Ngoại hình của một người sẽ phụ thuộc vào tâm hồn, suy nghĩ bên trong. Vì vậy, thông qua vẻ bề ngoài, ta có thể nhận thấy phúc khí của một người. Sau đây là ba đặc điểm phản ánh vận mệnh của một người. Mời quý vị cùng chú ý đón xem và chiêm nghiệm nhé. 1. Đôi mắt tinh tường thế sự. Đôi mắt sinh ra không phải để nhìn chằm chằm vào điểm yếu của người khác, mà để chú ý tới điểm mạnh của họ. Đôi mắt khôn ngoan là đôi mắt biết nhìn ra điều hay lẽ phải ở đời. Một người thực sự thông minh sẽ tập trung vào điểm mạnh của người khác, sử dụng điều này như một bài học để thay đổi suy nghĩ và cách làm của mình. Trong bộ phim truyền hình Thời Đại Thức Tỉnh, một hiệu trưởng trường vừa được bổ nhiệm đã lập tức tuyển dụng nhân tài vô điều kiện. Ông bao dung khuyết điểm của họ và trân trọng ưu điểm của họ. Ngay cả khi đối phương có những quan điểm chính trị mâu thuẫn với mình, ông cũng không để tâm. Dù chỉ là một thanh niên mới tốt nghiệp, ông cũng cố gắng mời về làm giảng dạy tại trường mình. Như câu nói, người dùng thiện đối đãi nhất định sẽ nhận về những điều tốt đẹp. Sau này, trường học kia đã trở nên nổi tiếng và đào tạo ra được rất nhiều học sinh tài năng. Mỗi chúng ta cần học cách dùng đôi mắt sáng suốt để quan sát ưu điểm của mọi người, bỏ qua những khuyết điểm của họ. Khi đó, bạn mới có thể gặt hái được những hạnh phúc tiềm ẩn. Điều đó không chỉ khuyến khích người khác mang lại cho họ cảm giác được công nhận, mà còn khiến bạn trở nên đáng trân trọng hơn. Những đường nét đẹp trên khuôn mặt, ở mắt, miệng, tai không chỉ thể hiện vẻ đẹp thể chất của một người, đó còn là phúc khí, là vẻ đẹp tâm hồn, những phẩm chất đáng quý được lột tả qua đặc điểm bên ngoài. 2. Miệng bớt lời cay đắng. Lời nói con người sử dụng hàng ngày tưởng là một điều bình thường nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô biên. Mọi người sẽ nhìn nhận, đánh giá về bạn thông qua những gì bạn nói. Vì vậy, ngôn ngữ chính là con người bạn. Nếu học được cách ăn nói khéo léo, bạn sẽ có được phúc khí tốt. Chris Garner, nhân vật chính trong bộ phim Khi Hạnh Phúc Gõ Cửa, là một nhân viên bán thiết bị y tế. Gia đình ba người của anh ta có cuộc sống rất bình thường. Không may, Chris Garner thất nghiệp, vợ bỏ đi, chỉ còn anh và cậu con trai sống nương tựa vào nhau. Anh dắt con đi lang thang, thậm chí sống cả trong nhà vệ sinh. Đối mặt với những bất hạnh liên tiếp ập đến, nhưng anh vẫn chưa bao giờ từ bỏ hay buông xuôi cuộc sống. May mắn thay, Chris Garner cuối cùng cũng có cơ hội phỏng vấn cho một công ty đầu tư. Thế nhưng anh ấy thậm chí còn không có nổi một bộ quần áo tử tế cho buổi phỏng vấn. Thứ anh ấy vẫn đang mặc chỉ là một bộ quần áo cũ sờn vừa mới sửa lại. Khi người phỏng vấn lên giọng và hỏi, ngay cả một chiếc áo sơ mi cũng không có, anh có nghĩ rằng tôi sẽ nhận anh không? Chris Garner hài hước trả lời, vậy thì chắc hẳn anh ấy đang phải mặc một chiếc quần rất thanh lịch. Câu nói này khiến người phỏng vấn bật cười, khen ngợi anh ta thông minh và tử tế, quyết định nhận anh ấy vào làm việc. Những lời nói của anh ấy đã truyền đi sự lạc quan xuất phát từ trái tim đến những người phỏng vấn có mặt ở đó và anh đã vượt qua cuộc phỏng vấn một cách suôn sẻ. Người biết sử dụng lời nói thông minh luôn toát lên một khí chất rất riêng biệt. Dù gặp nhiều chuyện không vừa ý, nhưng họ vẫn luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực. Tri thức của người thành đạt chỉ chiếm 15% trong thành công của họ, 85% còn lại phụ thuộc vào các mối quan hệ xã hội. Quả thực như vậy, nếu không để ý, những lời nói ra dễ làm tổn thương người khác, khiến người khác tổn thương, cũng khiến vận khí của chính mình bị hao hụt. Vận khí hao hụt, đương nhiên mọi việc trong đời khó mà suôn sẻ. Vì vậy, mỗi người nên rèn luyện ngôn ngữ khéo léo, tử tế và lương thiện để gặp được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. 3. Đôi tai biết lắng nghe. Đôi tai giữ vai trò lắng nghe. Tưởng chừng đó là điều hiển nhiên, nhưng thực tế, kỹ năng lắng nghe có thể quyết định sự thành bại của một người. Lắng nghe không chỉ giúp chúng ta thấu hiểu, kết nối, bồi đắp thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp,
mà đó còn là việc lắng nghe cảm xúc bản thân, sắp xếp tốt suy nghĩ và kiến tạo thế giới nội tâm mình. Có một câu chuyện thế này, một công ty điện thoại gặp phải một khách hàng rất khó tính cách đây vài năm. Anh ta không trả những khoản phí mà anh ấy cho là vô lý, viết bài đăng chê bai về dịch vụ của công ty, thậm chí trình đơn kiến nghị khiến danh tiếng của công ty bị ảnh hưởng nặng nề. Sau đó, công ty đã cử một nhân viên chăm sóc khách hàng đến gặp anh. Người nhân viên chỉ im lặng lắng nghe vị khách hàng phàn nàn trong suốt 3 giờ đồng hồ. Anh ấy không bao giờ ngắt lời, giải thích hay ngụy biện. Ngay trước khi kết thúc chuyến thăm, người nhân viên đã thuyết phục được vị khách này thanh toán tất cả các hóa đơn trước đó chưa trả và cũng rút đơn. Rõ ràng, kỹ năng lắng nghe là một điều vô cùng quan trọng và cần thiết trong cả công việc và cuộc sống. Socrates nói rằng, Chúa ban cho con người hai tai và hai mắt, nhưng chỉ có một miệng để chúng ta nghe nhiều hơn và nói ít hơn. Bởi vậy mà theo nhân tướng học, những người có tai cao, vành tai to như tai Phật là những người biết lắng nghe, thường có tuổi thọ sống rất lâu, cực kỳ may mắn, dễ dàng có được mọi điều mình mong muốn. Những người này có số giàu sang phú quý, tiền bạc dư giả, cuộc đời vô tư sung sướng. Quý vị thân mến, ngày nay có không ít người đặt nặng tư tưởng vào tiền. Họ cho rằng có tiền mới có thể có được cuộc sống hạnh phúc. Bởi vậy, họ luôn truy cầu tiền bạc, nghĩ đủ mọi cách để có được tiền và xem đó là điều quan trọng nhất. Có những người dù đã rất cố gắng, nỗ lực vươn lên nhưng quanh năm suốt tháng vẫn khó khăn túng thiếu. Còn có những người muốn làm giàu mau chóng, thậm chí đã lao vào những chốn cho vay nặng lãi. Kết quả tiền vốn tiêu tan, thiếu một khoản nợ lớn, cuộc sống càng thêm khó khăn. Văn hóa hiện đại luôn khuyến khích con người phải tranh, phải đấu thì mới có được những điều mình muốn. Nhưng vì sao mà đấu mãi không được, tranh mãi không xong? Đó là bởi vì con người có phúc phận và phúc khí. Phúc khí không phải là việc chúng ta giàu có cỡ nào, tiền bạc nhiều bao nhiêu, mà là sự may mắn có thể biến nguy thành an, hóa dữ thành lành. Nhiều người sợ già, nhưng thực ra tuổi già không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất chính là cuộc sống trở nên bất lực, sợ về già không thể sống hạnh phúc. Nhiều người sẽ ghen tị tại sao người này có thể có được nhiều may mắn như vậy mà cuộc đời của mình chỉ toàn là vận xui. Ngoài ra, một người về già mà còn gia đình hạnh phúc, vợ chồng yêu thương, con cái hiếu thảo, xóm giềng hòa thuận thì thường được cho là có phúc. Do vậy, muốn được như thế, mọi người cần đặc biệt chú ý đến 3 chìa khóa sau đây tạo nên phúc khí của một người trong những năm tháng sau này. Mời quý vị cùng lắng nghe và suy ngẫm nhé. 1. Tĩnh. Ngày nay, cuộc sống cạnh tranh khốc liệt trong vòng xoáy kim tiền khiến người ta trở nên phụ thuộc quá nhiều vào vật chất. Áp lực đè nặng lên thân thể, tinh thần khiến họ dễ dàng bực dọc, nóng nảy, gấp gáp, lo âu. Những điều này suy cho cùng cũng bởi vì họ thiếu đi một phần bình tâm tĩnh khí. Người xưa dạy, đối diện với mỗi việc lớn cần phải tĩnh khí. Từ xưa đến nay, các bậc thánh nhân, hiền nhân càng gặp phải những việc lớn, hiểm nguy cận kề thì càng có thể tĩnh tâm như nước, thấy biến mà không hề sợ hãi. Do đó, phàm là người làm được việc lớn thì nhất định phải là người có tĩnh khí. Dưỡng được điều này, khi chúng ta gặp bất kể chuyện gì đều sẽ giữ được tâm không loạn, nâng vật nặng mà thật nhẹ nhàng, chính trực để xử thế. Do đó, tĩnh là một loại khí chất, một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới và cũng được xem là một trong những loại trí tuệ đặc thù. 2. Thiện. Trong cuộc sống, hẳn mỗi người sẽ đứng trước rất nhiều con đường, nhiều ngã rẽ và nhiều sự lựa chọn khác nhau. Nếu cuộc sống bắt ta phải lựa chọn thì bạn đừng do dự khi chọn mình trở thành người lương thiện. Người xưa cũng từng nói, con người sống thiện thì được phúc báo, người làm ác ắt gặp tai ương. Vậy nên, làm người nên kính trời, tu thiện, tích đức, vì người khác làm việc tốt chính là tạo phúc cho chính mình. Xưa nay nhân quả báo ứng không đâu là không linh nghiệm, có chăng chỉ là chúng ta chưa thực sự chứng nghiệm mà thôi. Trên đời này, ai sinh ra cũng có một sứ mạng riêng. Trong phút giây nào đó, có người đang tiến, kẻ đang lùi, nhưng đó đều là những con đường riêng của mỗi người. Thế gian này rộng lớn vô cùng và không có gì là hoàn hảo. Bởi thế, có người thì độ lượng bao dung, nhưng có kẻ lại quanh co so đo tính toán. Là người khôn ngoan, muốn được bình yên, hãy nhớ rằng thiện lương sẽ được hạnh phúc. Khi bị ấm ức,
cứ lặng lẽ bỏ qua, bị hiểu lầm, cứ mỉm cười cho xong chuyện. Hơn thua chỉ mệt thêm, nếu ở nơi này không có niềm vui, cứ tìm sang chốn khác. Ngoài ra, nếu chúng ta làm việc tốt, dù chúng ta không được biết đến, nhưng làm việc tốt sẽ được đền đáp bằng phước lành. Đặc biệt khi về già, làm được nhiều việc có lợi cho người khác thì càng được quý nhân phù trợ. Từ đó, cuộc sống cũng luôn an yên, vui vẻ, hạnh phúc. Mục đích của chúng ta khi làm việc thiện tất nhiên không phải để được người khác biết ơn, nhưng điều này lại có thể khiến chúng ta cảm thấy thanh thản khi hưởng phước. Và rồi, những thứ này cũng khiến chúng ta trở thành một người cao quý, được kính trọng. 3. Buông. Khi còn trẻ, không ai muốn sống một cuộc sống bình thường giản dị. Do đó, mọi người đều theo đuổi những việc làm có công và yêu một cuộc sống hào hùng, tự hào đạt được những thành tựu mà người khác không thể sánh được. Tuy nhiên, trên thực tế, khi bản thân về già mới ngộ ra rằng đó chỉ là danh vọng mà thôi, bản thân càng bị ám ảnh bởi danh lợi thì càng đau khổ khi về già. Nỗi đau nằm ở việc so sánh với người khác và nỗi đau nằm ở việc rơi vào những xung đột lợi ích bất tận. Chỉ khi một người có thể từ bỏ lòng tham bên trong của mình, anh ta mới có thể có được sự nhẹ nhõm thực sự và anh ta cũng sẽ hài lòng với thực tế cuộc sống. Cuộc sống không phải là giành giật thành công mà là ở tâm thế hạnh phúc, không phải là có nhiều mà là được chăm chút từng ít một. Tĩnh, thiện và buông chính là trạng thái vui vẻ của tâm hồn và là sự sáng suốt của tâm trí.